trên 200 triệu các bác mình có thể mua được chiếc xe đẹp về dùng nhá. Mẫu xe form dáng rất đẹp và đời của xe thì cũng còn khá là cao. Đây, em mời các bác mình cùng ngắm một vòng xung quanh về chiếc xe. Sau đó thì em sẽ đọc thông tin chi tiết về xe để các bác mình biết và cũng cho các bác mình biết về tình trạng của chiếc xe luôn. Chiếc xe rất là đẹp mắt, form dáng đẹp đúng không ạ? À, chiếc này được mang tên là Emgrand X7 các bác nhá. Và được sản xuất năm 2014. Số tự động gầm cao 5 chỗ. Và được nhập khẩu nguyên chiếc tại Việt Nam. Nội thất bên trong đây ạ. Để các bác nhìn xem này. Hơn 200 triệu thôi mình đã có thể sở hữu một con xe đẹp như thế này rồi. Đấy, có cả cửa sổ trời các bác nhá. Đây, cần số của xe đây. Đấy, điều hòa của xe là điều hòa auto. Đấy, có màn hình. Đấy, vô lăng tích hợp. Tích hợp thì có phím điều khiển rồi có tu khi an toàn. Bên đây có tu khi an toàn nữa nhá. Gương kính của xe được điều chỉnh bằng điện. Nội thất của xe được thiết kế là tông màu đen. Đây các bác xem. Một dàn lốp còn khá là dày. La đúc, bánh đĩa, bánh ABS nguyên bản theo xe. Đây là phần khu vực phía sau của chiếc xe. Em mời các bác đón xem này. Đấy, biển 30 tên tư nhân. Biển Hà Nội tên tư nhân các bác nhá. Các bác mua chiếc xe này mình đã lợi được cái biển rồi. Phía sau thì các bác thấy là có cảm biến lùi, rồi có camera lùi. Và đây là logo của chiếc xe có nhá. Đấy, logo nhìn rất là chất luôn, nhìn như là kiểu logo của hãng Cadillac vậy đúng không ạ? Đây là đèn đằng sau nhá. Đấy. Khi bật lên ban tối nhìn rất đẹp các bác ạ, tại vì nó thiết kế là bằng kiểu dạng đèn LED. Thế nên là nhìn rất là đẹp nhá. Đấy, lốp dày cả dàn luôn. Đây, form dáng bên ngoài mà em đang quay cho các bác mình xem từ dưới lên. Xe hoàn toàn không lỗi các bác nhá. Keo chỉ zin và máy số của xe là cũng vẫn còn zin luôn. Đây, nội thất bên trong đây. Ghế điện các bác nhá. Đấy, xe trang bị là có ghế điện luôn. Và cốp của xe được cũng được ấn mở bằng điện này. Đây. Em sẽ mời các bác mình xem toàn bộ khu vực nội ngoại thất của chiếc xe. Sau đó thì sẽ đến gầm và sẽ đến máy. Đấy. Các bác nào mà chưa biết đến dòng xe này chưa ạ? Dòng xe này thì em bán rất là nhiều rồi. Và hiện tại là bãi bên em đang có hai con thôi nhá. Một con nữa nhưng mà nó là dòng sedan 2 đầu, gọi là Emgrand EC 820 các bác nhá. EC 820. Dòng này được nhập khẩu với trước từ China về các bác nhá. Đấy, đây là một trong những dòng mà em thấy là mọi người cũng rất là quan tâm. Trong thời gian vừa qua em bán dòng này rất là nhiều, mà em bán dòng này cũng cả gần chục năm rồi. Đấy, cứ thỉnh thoảng lại có các bác nhá, thỉnh thoảng lại có. Bởi vì các bác thấy là form dáng nó rất là đẹp luôn, thiết kế đẹp mắt mà chạy thì lại sướng đúng không ạ? Động cơ của nó cũng khá là lành. Động cơ hộp số nó khá là lành. Mà số tiền thì các bác bỏ ra thì lại không cao. Đấy. Chỉ có dưới 300 triệu thôi là mình đã có thể sở hữu một chiếc xe đẹp như thế này thôi đúng không ạ? Đi ra ngoài đường thì nhiều người cũng sẽ nghĩ đây là chiếc xe nhiều tiền, nhưng không ai nghĩ là nó chỉ có là dưới 300 triệu đúng không ạ? Bây giờ thì em mời các bác xem chi tiết về xe nhá. Các bác cùng cảm nhận về lớp sơn của xe, các bác nhìn xem rất là sáng bóng đúng không ạ? Sáng bóng luôn. Và đây các bác nhìn nhá, có đèn bi cầu siêu sáng khi các bác bật trên ban đêm. Và đèn pha này là đèn pha xịn nguyên bản theo xe đấy ạ, chứ không phải đèn đèn thay nhá. Đây, lốp của xe rất là dày này, la răng đúc 5 chấu. Đấy, có phanh đĩa và phanh ABS ở tất cả 4 bánh. Có sinh nhan ở trên gương. Đấy, có sinh nhan trên gương nhá. Và tôn vỏ dòng này nó cũng rất là dày các bác ạ, rất là cứng luôn. Rất là cứng và rất là dày luôn. Đây, rất là cứng, rất là dày. Và chia sẻ với các bác là chiếc xe này đấy ạ, là 3 năm trước nhá. 3 năm trước em ở Ngô Bệ đấy ạ. Em ở Ngô Bệ em bán cho một anh khách ở dưới Tứ Kỳ, Hải Dương. Đấy. Và bây giờ đấy ạ, anh ấy lên đời, anh ấy có tiền rồi, anh lên đời và bây giờ anh bán lại cho em chiếc xe này. Anh mua xe khác. Đấy, thì bây giờ em lại tiếp tục bán cho các bác mình đây. Đấy. Các bác nào mà mình mua về mình sử dụng, đấy, sau này tầm khoảng một thời gian sau nếu các bác mình không có nhu cầu sử dụng nữa đấy ạ, thì lại bán lại cho bên em nhá. Trước em bán cho anh đấy là hơn 300,
đấy, nhưng mà cũng là công nhận là chiếc xe này giữ giá thật đấy. Đấy, hơn 3 năm rồi nhưng bây giờ vẫn còn giữ giá là đến gần 300 triệu đúng không ạ? Nhưng bác thấy là gần 300 triệu bỏ ra một chiếc xe mà đẹp và đời cao này thì em thấy cũng khá là hợp lý đúng không ạ? Khá là hợp lý luôn. Đấy, cửa đóng chắc lịch, thân vỏ dày mà nên là cửa đóng rất là chắc các bác nhá. Đây các bác nhìn xem em này, keo chỉ mép cánh cửa là vẫn còn này. Đấy, mép cánh cửa hơi bẩn một tí, em quay gần này các bác nhìn xem này, hơi bẩn một tí, cái này mình đánh như là hết các bác nhá. Đấy. Đây, bắt đầu tiếp tục này. Các bác nhìn xem cho em cái phần táp lên cánh cửa. Đấy, đồ nhựa cánh cửa của xe còn rất là đẹp mắt luôn. Đây, nhìn này. Ok chưa? Bốn kính điện lên xuống nhẹ nhàng, êm ru bác nhá. Đồ nhựa của xe tươi tắn sạch sẽ. Đấy, chỗ này có loa này. Đấy, chỗ này là vách cửa này. Khung sườn của xe là không có hiện tượng bị mục mọt gì đâu các bác nhá, không bị mục mọt. Đây, những phần vách, những cái phần khung cửa của chiếc xe đây. Các bác nhìn xem móc quá đẹp này. Đấy. Đinh tán cột kèo zin các bác nhá. À, không bị mất đinh. Nếu mất đinh thì xe tai nạn là cái chắc chắn rồi đúng không ạ? Nếu mà chiếc xe này của em thì bên em đã kiểm tra đinh tán còn zin. Đấy, ghế da. Đấy, ghế da xịn nhá. Đấy, ghế da của xe là ghế da xịn này. Và được lót thêm một cái áo ghế bên ngoài rồi. Vô lăng lái khá là nhẹ. Đấy, khá là nhẹ. Và các bác nhìn xem da vô lăng của xe vẫn còn đẹp này. Đấy, đúng không ạ? Đây, táp lô đây nhá. Ở chỗ này chắc ngày xưa dính cái keo gì vào đây này, vẫn còn nguyên. Đây, đầu đài đây. Và hệ thống điều hòa xe đây. Điều hòa mát các bác nhá. Đầu đài sử dụng bình thường. Đấy, đây là cái cốp đồ cho các bác mình đựng. Trần của xe cũng đã được lên trần lắp D. Tôn vỏ đây, vỏ cho bác nghe này. Tôn vỏ khá là dày dặn, cứng cáp. Vâng, tiếp tục mời các bác xem. Đây, mép cửa đây nhá. Đây, tắt đi cánh cửa nữa này. Bốn cánh đẹp đều. Tay lắm tay bám của xe thì các bác nhìn đây. Đấy, còn khá ok. Đấy, bù lông ốc vít các bác nhìn này, vẫn còn rất là sáng đẹp. Đấy, nội thất rộng rãi. 5 ghế ngồi các bác ngồi hàng này thoải mái nhá, không bị bó buộc, không bị kích đầu gối. Đấy, lốp theo. Đấy, bây giờ thì em cũng sẽ mở cốp ra cho các bác ngắm. À, cốp của xe được ấn mở bằng điện nhé. À, đi em sẽ mở cốp cho các bác xem sau. À, các bác cứ ngắm phía đằng sau phía bên ngoài đi ạ. Đây là logo của xe nhé. À, một dòng xe được nhập khẩu trước từ China về. Đấy. Bác nào mà chưa hiểu thì em nghĩ là cũng chưa chắc dám mua chiếc này đâu. Vì là các bác cứ lo ngại là dòng xe này liệu sau này có đồ đạc để thay thế hay không, đúng không ạ? Và nó có lành không, nó có bền không, hay là đi nó lại trục trặc, hay là sau này đồ lạc nó lại không có để mà mua, hoặc là mua nó sẽ đắt đúng không ạ? Đấy, nhiều bác không hiểu là mình sẽ có những cái cảm xúc là như vậy. Thế nhưng mà em cũng chia sẻ để cho các bác mình biết thêm một chút. Đấy, thế là như này, là cái dòng xe này đấy ạ, là được Kidin người ta phân phối các bác nhá. Đấy, phụ tùng và đồ đạc khá là nhiều ở tại Hải Phòng và ở Hà Nội, rất là nhiều phụ tùng luôn. Đấy, em nói là ngoài miền Bắc này đấy, rất là nhiều. Các bác có thể là mình lên mạng mình tra là phụ tùng của phụ tùng Kilin đi, phụ tùng Kilin Hải Phòng hoặc là phụ tùng Kilin của Hà Nội các bác nhá. Đấy, xong rồi các bác lấy số điện thoại các bác hỏi ra xem là người ta trả lời như thế nào. Đấy, đồ đạc phụ tùng cực kỳ là nhiều luôn, và giá thì nó cũng rất là rẻ, rất là sẵn thôi, không phải là giống như các bác nghĩ đâu. Các bác lấy là em cho các bác mình thông tin để các bác mình tìm hiểu nhá. Đấy, Kidin Hà Nội và Hải Phòng. Đấy, đồ đạc phụ tùng rất là sẵn. Rồi, bây giờ thì em sẽ quay trở lại và quay cho các bác xem chi tiết về con xe em Grand này bên em. Đây, răng cửa đẹp này, đúng không? Các bác nhìn. Đấy, muốn tắt đi cánh cửa của xe còn rất là tươi tắn sạch sẽ. Các bác nhìn này. Chỗ này là da nó phồng lên nhá. Các bác mình có thể dán lại cái da này. Để dán lại cái da này để cho nó xẹp xuống.
dán lại thôi, không mất tiền đâu các nhá, bên em có thể làm miễn phí cho bác được. Như thế đấy đơn giản. Để em vinh rửa đây. Chiếc xe hoàn toàn không có lỗi. Về hình thức đẹp này, rồi xe lại không có lỗi nữa. Giá tiền thì để các bác thấy là quá hợp lý đúng không ạ? Các bác nhìn xem qua video clip của em quay kỹ để các bác ngắm nhá. Đây. Đây, Tablo đây ạ. Tablo đây. Trong này có túi khen toàn này, ở đây là cốp đồ này, ở dưới là cốp đồ nhá, ở đây là chỗ này được sơn mạ kiểu inox, kim loại nhìn rất là sang đúng không ạ, rất là sang luôn. Tôn vỏ đây, trong này khung sườn tôn vỏ khá là dày dặn, cứng đấy, cứng luôn. Các bác có thể nghe em gõ đây, các bác nghe tiếng tôn là mình biết rồi đúng không ạ. Bốn kính điện lên xuống bình thường nhẹ nhàng. Đây, đắp cửa đây ạ. Đấy. Các bác xem trên clip này mà mình muốn xem thêm gì đó, muốn xem thêm hình, muốn xem thêm video gì đó của chiếc xe này hoặc là những mẫu xe khác thì mình hãy kết nối Zalo cho bên em nhé. Theo ba số điện thoại là đây, đây hai số đây ạ, hai số đây nhá và địa chỉ đây. Và có một số nữa cho các bác mình liên hệ, đấy là số 093 là số 0335 các bác nhá. 0335 838389. Đấy, có một số lý nữa cho các bác mình liên hệ. Khi hai số kia mà bận đấy ạ thì mình hãy liên hệ cho em theo số đó nhá, cái số mà vừa em đọc để được tư vấn kỹ lưỡng và chi tiết hơn. Đây, bộ ghế da của xe đây. Ghế của xe còn rất là căng đẹp đúng không ạ? Chỗ này thì hơi bẩn một chút. Lau đi hết thôi các bác nhé. Lau đi hết thôi, đơn giản. Rồi em đóng cửa lại này. Đấy, lốp đây. Lốp rất là dày. Bây giờ em ấn mở cốp nhé. Cốp của xe được ấn mở ở đây này các bác này. Đấy, ấn mở đây. Đấy, cái đầu gối tay của em nó lại tì vào cái còi cho nó lại kêu như vậy đấy ạ. Cửa đóng các bác nghe nhá. Đấy, rất là êm, chắc đúng không ạ? Sinh nhan trên gương đây. Và đăng kiểm của xe đây, tháng 3 năm 23 luôn. Kính của xe toàn bộ cũng đã được dán rồi. Dán 3M toàn bộ xung quanh kính rồi các bác nhá. Đây đèn này. Đây đèn pha xịn, có đèn bi. Sơn xi bóng. Nhìn form dáng rất là ngầu luôn đúng không ạ? Bác nào có cái xe gì mình không thích nữa, muốn đổi đấy chiếc xe này thì bên em sẽ đổi cho các bác nhá. Mang đến em đổi cho. Xe ít tiền thì các bác cắt thêm cho em. Còn các bác mình có xe nhiều tiền thì em lại cắt thêm cho các bác nhá. Vâng, đây, mình nhắm này. Ok chưa? Lốp nắp thân vỏ của xe. Chiếc này mà đi ra ngoài thì em nghĩ là nhiều người cũng sẽ nghĩ đây là chiếc xe nhiều tiền. Đấy, tầm khoảng 5-600 triệu, 700 triệu đó đúng không ạ? Nếu ai không biết là sẽ nghĩ là nhiều tiền đấy ạ. Và thậm chí có những người nghĩ là phải cao hơn đúng không ạ? Vì cái logo nó như thế kia cơ mà đúng không ạ? Cái logo đẹp như kia mà. Để các bác xem nhá. Sau đó thì em sẽ quay đến phần gầm, phần máy nữa cho các bác xem nốt. Đây, em quay gầm này. Các bác xem cái gầm nhá. Đấy, cái bô của nó cũng đẹp luôn. Cái bô thậm chí còn không bị han đúng không ạ? Rồi, đóng toàn bộ cánh cửa lại. Rồi bây giờ thì em sẽ mời các bác xem đến động cơ nữa đi. Đây. Máy đẹp lắm. Máy cực kỳ là sáng luôn. Đổ êm ru. Tầm đây ạ. Tầm đây.
Vâng, lưu ý cho em là máy động cơ của chiếc xe này là máy của hãng Toyota các bác nhá. Máy liên danh với hãng Toyota. Các bác nhìn xem. Máy cực kỳ là giống với lại máy của Camry luôn. Đồ đạc Camry rất mờ nhá các bác. Đây các bác nhìn này. Các bác nhìn thấy máy có giống máy Camry không ạ? Đấy, rất là giống đúng không ạ? Rất là giống máy Camry. À, cái lắp kia thì để tạm cái lắp máy của Kia vào thôi. Cái lắp này để tạm thôi nhá. Đây máy của nó đây này, em bỏ lắp ra để cho bác xem. Đây giống hệt máy Camry đúng không ạ? Và máy số của chiếc này nhá thì em đã kiểm tra rồi. Máy số cực ngon. Máy số chất. Nói chung là trước khi mà nhập chiếc xe nào về thì bên em đều kiểm tra chất lượng của số và chất lượng của máy và chất lượng về thân vỏ các bác nhá, về vấn đề giấy tờ an ninh pháp lý nữa. Đấy, cho nên là mình yên tâm về những vấn đề đó. Bên em thì chất lượng xe luôn luôn là đặt đến hàng đầu. Đấy. Tại vì bên em nhiều xe mà không bán lộn xộn được đúng không ạ? Bán lâu năm thì các bác mình cũng đã biết là bên em bán xe như thế nào. Đấy, chất lượng ra làm sao. Đấy, dạ vâng. Các bác có cần thêm cái nhu cầu gì đấy, cần biết thêm vấn đề gì đấy, cần xem thêm hình ảnh, xem thêm video thì mình hãy alo trực tiếp cho bên em và kết nối Zalo nữa để được tư vấn chi tiết hơn các bác nhá. Mọi thắc mắc, mọi thông tin, mọi vấn đề cần giải quyết mình cứ alo. Giá cả nhá, giá thì bên em sẽ để cho bác mình chiếc xe này là cũng xít xít 300 triệu đấy. Còn thì chi tiết cụ thể giá là bao nhiêu thì mình hãy gọi điện cho bên em để bàn bạc và thương lượng về giá sao là để cho bác mình giá tốt nhất các bác nhá. Dạ vâng, xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bác vào video chương trình lần sau.